Đây mình có lịch quay các bạn. Lịch quay ở đây có nghĩa là mình sẽ đi trải nghiệm thử chiếc xe rất là hot của Honda. Xe gì thì xíu nữa anh em sẽ biết. Thực ra thì mình là fan của Honda các bạn. Đèo tin. Nói tới đây thì nhiều ông bắt đầu bắt bẻ kêu chứ mẹ cái thằng chạy xe nào khen xe đó, chạy Yamaha mà kêu fan Honda, rồi chạy Kawa mà kêu fan Honda vân vân. Trời, thực ra là cái chữ fan nó chỉ có tính chất tương đối thôi anh em. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta là fan của một cái hãng xe nào đó bởi vì chúng ta rất là thích chiếc xe đó. Chúng ta rất là thích những cái tính năng mà cái hãng đó người ta đưa ra cho chúng ta, đúng không? Tuy nhiên á, là cái điều đó không có nghĩa là mình phải bài trừ tất cả những cái hãng xe khác, hoặc là mình phải ghét cay ghét đắng những cái hãng xe khác vì đã cạnh tranh với lại cái hãng xe mà mình ưa thích, đúng không? Ví dụ như mấy bạn rất là thích xài iPhone đi, mấy bạn là fan iPhone đi ha. Nhưng mà các bạn phải công nhận một điều đó là điện thoại Samsung người ta cũng có rất là nhiều những cái tính năng hay, rất là nhiều những cái tính năng mà iPhone người ta không có. Hoặc là iPhone người ta vẫn phải đi theo, người ta học hỏi Samsung ở một số điểm nào đó. Và đương nhiên là xe nó cũng vậy thôi. Fan của Honda đâu có nghĩa là xe KTM không ngon, xe Yamaha không ngon, hoặc là của Kawa nó dở, đúng không? Ở đây thì mình nói thật luôn đó là mình là fan của Honda từ khi rất là nhỏ rồi. Bởi vì nó như thế này, Honda từ lâu á, theo cái cá nhân mình cảm nhận á, là họ giống như một cái tượng đài ở Việt Nam rồi mấy anh em. Từ hồi nhỏ xíu à, nhà mình á, hả, là đã chạy xe Honda rồi, ba mẹ đã chạy xe Honda rồi. Và ba mẹ mình hay có cái lầm tưởng á, như thế này. Ví dụ như mỗi lần mà kêu mình đi đâu á, xách xe đi cái mông nội không mày thấy vậy? Thì không có nói á, là ê con ra mà kia con lấy cái xe máy con đi, mà kêu là ra lấy cái xe Honda đi đi con. Là anh em có thể hình dung được một điều á, là cái chữ Honda với lại cái chữ xe máy á, xe hai bánh á, nó hầu như là nó đã thành một luôn rồi. Và mình thấy ở miền Nam mình cũng vậy, không có nói là xe hai máy, không nói là đi ra kia lấy cái xe hai bánh kia mà đi, mà kêu ra kia lấy chiếc Honda đi đi. Xe nào cũng kêu Honda được hết á, mặc dù nó là một chiếc Sirius hoặc là một chiếc Nuvo chẳng hạn ha. Mình nói từ cái hồi xưa thôi, cái Honda nó người ta trải dài từ xe nhỏ cho tới xe lớn luôn, bán rất là chạy, bán chạy kinh khủng luôn. Ví dụ nha, tay ga chúng ta có Airblade nè, ông cùm Vision nè, xa xa hơn xíu có SH 150, 125 nè, rồi phân khối lớn thì có SH 350 ha. Còn ví dụ như là Sport á, Sport thì bây giờ mình nói thật với anh em luôn á, anh em kể giùm mình coi chiếc nào mà nó bán chạy hơn hai dòng là CBR 650 và CB 650 coi. Hai con đó nó bán hả, mấy chiếc khác không có cửa, xách dép hết. Người ta kêu xe đó giờ xe quốc dân cũng đúng á, ngày xưa là Z 1000, đi đâu cũng hỏi xe này phải Z 1000 không. Chứ bây giờ hả, đi đâu cũng phải kêu tiền nó sao mua 650 chạy. Bởi vì Honda người ta có những cái điểm mà người Việt rất là thích đây nè. Đó là cái gì? Bền bỉ nè. À, vì người Việt mình ăn chắc mặt bền nè, lợi xăng nè, đó, bốn máy nè, đó, trời ơi. Mấy cái đó hả, mà kiểu như người ta chạy xe lâu năm rồi, người ta thuần được mấy cái đó rồi, người ta cảm được mấy cái đó rồi thì người ta thấy nó bình thường, người ta thấy nó tầm thường luôn á. Chứ mà những người mà mới tập làm quen với xe nè, rồi nghe tiếng bô hú nè, rồi nhìn ở ngoài nó hầm hố nè, thêm cái mát của xe Honda nữa, trời ơi, nghe cái đổ cái rập xuống tiền mua liền. Trời ơi, chỗ này bán bánh mì nhìn được quá vậy. Để coi mấy giờ à, kẹt xe quá trễ mất tiêu. Mình đang chạy vô Phát Tiến ha. Đó, nãy giờ chém gió với anh em về xe Honda là anh em hiểu hình dung rồi ha. Mình rất là thích Yamaha R7 nên là mình đã mua chiếc rồi. Xe mình đang chạy R7 á. Nhưng mà mình phải công nhận một điều đó là R7 bây giờ nó đang ít quá anh em. Thiệt luôn á, kiếm một cái cộng đồng chơi R7 mà nó đông đảo như là 650R thì chắc phải đợi mấy năm nữa. Hoặc là R7 nó xuống giá thì họ may lúc đó mới đông người chơi thôi. Chứ bây giờ hả, 650 người ta bán chạy ghê thiệt. Cái đó là chưa kể xe mới nha. Xe cũ mua đi bán lại rồi hả, mấy ông bán xe cũ hả, nhờ 650 mà bán được không biết bao nhiêu là xe luôn. Mấy tiệm độ xe cũng vậy, cứ chạy vô hả, lấy con 650 ra độ cái đuôi phát là vô một khúc rồi. Đây là mình chia sẻ thực sự luôn á. Anh em nào coi thử coi thấy đúng á thì comment dưới cho mình biết nha. Chứ mình thấy nó vậy á. Honda Winner V1 Odo 7 mấy ngàn cây Emru. Emru thì hơi chém gió xíu nè, máy nó cũng đã yếu rồi, nó cũng đã xuống rồi ha. Mình đã cảm nhận được đó là nó bắt đầu nó kêu rồi, chứ không phải là nó êm như lúc mới mua nữa. Nhưng mà thiệt cục máy này zin không làm gì hết, xe này hả, chỉ có đi làm đi cày thôi. Ở Sài Gòn này á, mà hả, showroom mà hả, ở showroom á, mà có cái lượng người mà chạy qua chạy lại đông nhất á, thì chỉ có là thằng Honda Phát Tiến thôi. Cái đường này nó quá đông và hả, nằm ngay mặt tiền nữa.
đi qua xe tại chân kiểu này ai mà chịu cho nổi. Gặp mấy ông nào yếu thấy xe ngon xe xịn bay vô mua luôn chứ nói năng gì nữa. Rồi qua đường cái này đông quá. Dạ dạ con bên quay phim chút. Đậu xe mà lắm. Đậu bên này hả chú? Má ơi con 3R kìa nhìn nó keng. Mà biết sao không? Giá cao quá. Đại gia mới rớ tới chứ. Như anh em mình tiện đâu rớ. Nếu đã từng đi qua đường Võ Thị Sáu thành phố Hồ Chí Minh á thì chắc chắn nhiều ông sẽ bị choáng ngợp bởi cái showroom mô tô Honda phát tiếng này nhờ vào cái sự hoành tráng của nó. Và đặc biệt cái showroom này hoàn toàn trưng bày xe mô tô phân khối lớn, cũng dễ hiểu vì sao người ta lại trầm trồ đến như vậy. Hôm nay mình có dịp được quay và trải nghiệm dòng xe CB650R 2023. Nói thiệt á, chỉ có ra hãng mới thấy được chiếc xe nó đẹp cỡ nào thôi. Đó. Ống xả full titan. À, cái ống xả này á nó to mà nó dài. Bóng lưỡng luôn. Thấy không? Không cho ngồi nha. Anh em nào vô thích xuống tiền cái là lấy ra chạy luôn chứ không cho ngồi. Nè. Đây, RC23V. Nói chung là nhiều lắm. Africa Twin anh em. Đó. CB500X nè. Đây nè, đây là chiếc xe hot thời gian gần đây nè. CBR500R 2023, 2022 ha. Lốp trước sau là rốt 5 hết luôn rồi. Phục Showa upside down trước nè. Tốt hơn so với phiên bản cũ nhiều. Nguyên cái dàn đầu con này á, là đắp từ con 650 kế bên qua luôn á. Cách điều lại cái dĩa trước một xíu. Nhưng mà phục này kia vẫn là từ con 650 qua hết luôn á. Nhưng mà được cái đuôi con này đẹp hơn. Em thấy không? Đuôi đẹp quá trời đẹp luôn. Thôi bây giờ mình phải tiếp tục công việc của mình đây. Nói chung á, với phiên bản năm nay thì Honda không nâng cấp gì nhiều so với những năm trước. Màu sơn trên chiếc xe này cũng được làm trông tươi mới hơn nhiều. Theo mình thấy á, là nó có phần sáng hơn bản cũ. Bản cũ màu đỏ có vẻ tối hơn so với chiếc màu đỏ mình đang có ở đây. Một buổi quay nó sẽ bao gồm là rất là nhiều những công đoạn khác nhau, kịch bản nè, rồi diễn xuất nè, và sau đó sẽ có một người ở hãng người ta sẽ duyệt lại cái nội dung đó cho mình coi là quay đã đủ hay chưa, còn cần thiếu những cái nào phải bổ sung lại. Trả xe cho hãng nè. Đầu nhiều ông vô là phán xét rồi nha. Mượn xe chạy vòng sala làm sao biết được đó là xe ngon hay xe dở, review cái gì. Thực ra chiếc này á, là mình đã chạy nhiều lắm rồi. Các bạn cũng coi trên kênh mình các bạn biết mà. CBR650, CB650R chạy quá trời nhiều luôn rồi. Đi biết bao nhiêu tour, chẳng qua là mình không đưa lên. Mình đưa lên 1-2 tour, ví dụ như đi tập đùng rồi chạy đi tour hột tràm rồi đó thì mình mới quay mình đưa lên thôi. Honda người ta có liên hệ mình để mà nhờ mình marketing cho chiếc xe này á. Giống như là việc đó là mấy bạn sẽ cho nhiều người khác những cái góc nhìn nó dễ tiếp thu ha. Thông tin mình đưa ra đối với nhiều người á, người ta cho đó là dễ tiếp thu nè, dễ tiếp nhận nè. Mình thấy rất là ít người kiểu giống như là quan tâm chiếc xe nó quá sâu, tại vì là những cái thông tin đó, những cái thông tin mà cực kỳ sâu sắc đó đa phần á, lên anh em lên mạng, lên Google người ta tìm là có hết rồi. Và cái chính mà người ta quan tâm á nè, đó là về cái cảm xúc và về cái mà cái người review á, người ta truyền tải tới cho người nghe, thì cái đó người ta quan tâm. Chính vì vậy á, mà cái việc mà review xe á, mà nói thiên về những cái cảm xúc á, những cái cảm nhận á, và những cái ấn tượng đầu tiên á, nó quan trọng hơn nhiều. Thông số động cơ, về cấu tạo, về chi tiết bên trong nó như thế nào, nó sẽ khá là khô khan nè. Mà nó thiên về cảm xúc á, thì nó sẽ dễ được đón nhận hơn bởi người tiêu dùng kiểu. Ở cái phiên bản này nè, đồng hồ của nó là đã được tăng cái độ sắc nét rồi, nên thành ra là dù có trời có nắng á, cũng không thể nào mà ảnh hưởng nhiều tới cái cảm giác nhìn đó. Nhìn nó vẫn rõ nè. Không biết trên camera ghi hình anh em có thấy không nha, chứ mình nhìn ở ngoài nó tương phản tốt lắm, nó không có bị mờ đâu. Chiếc xe mình đang mượn đây á, đang đi Bosin anh em ha. Nên khó mà kiểu giống như anh em nghe cái tiếng nổ nó lực lắm, tại vì Bosin mà.
Ozin của những dòng CB á. Trời ơi, ta nói êm lắm. Tại vì nó đã đáp ứng chuẩn Euro 5 rồi, cái chuẩn khí thải rồi. Thành ra là người ta đã tối ưu hóa cái tiếng ồn của nó và thậm chí tối ưu hóa cái lượng khí thải luôn rồi. Nên mà kêu để nó nỗ lực bằng cái Ozin không thể. Quanh cái tầm giá mà khoảng 2 xị á nè. Mà nói về Naked Bike đi ha, chúng ta có nhiều xe lắm. Z9 cũ nè, CB nè, thậm chí MT7 nữa. MT7 thì cao hơn 2 xị chút, tại giờ xe cũ nó cũng khá là hiếm nữa. Toàn là xe mới không à. Nhiều sự lựa chọn lắm. Nó sẽ ứng với nhiều cái cách chạy khác nhau à. Ví dụ chạy hiền đúng không? Chạy hiền thích cái sự êm mượt á, bặn vừa á đó. Thì con CB 650R này á, phù hợp nha. Đó là mình nói theo cảm nhận của mình nha anh em. Nè nó êm ru à. Em mà mượt lắm, lên ga nó mượt giống như là mẹ lần nào cũng kêu xe điện á, chứ mà thiệt ra nó mượt lắm. Đó, nó mượt lắm. Nhưng mà biết sao không? Nó không có lên một cái gọi là lên sốc liền được. Không có cái chuyện đó. Nếu mà anh em muốn lên sốc liền á, kiếm xe cũ như Z9 nè. Đó, Z9 mạnh. Dòng đó Z9 thôi bá đạo rồi, không còn chiếc nào hơn nổi Z9 cái tầm 2 xị mà xe cũ đó. Hoặc là cái gì ta? Đi đường này đúng không? Đi bên trái nè. Hoặc là cái gì? MT7. MT7 là cái hơi hướng của Yamaha, là người ta nói là hooligan đó anh em. Đó, dành cho hooligan là cái gì? Là kiểu mấy thằng bụi đời nè, đường phố nè. Đó, chạy cà giật sóc bốc đầu rồi đó. MT7 nhỏ gọn đó, MT7 nhẹ hơn con này. Tiếng bô nó cũng sẽ khác ha. Công nhận á, mình phải công nhận một điều là Honda họ làm cái dòng 650 này á nha, mà đánh vô thị trường Việt Nam thiệt tuyệt vời, không còn cái đường nào mà nói thật á. Bán quá trời bán luôn. Chiếc này á hả, ngồi nó thoải mái nè. Ngồi cao thẳng lưng. Nhớt thay cũng dễ đó. Dễ nuôi. Giờ cái cộng đồng 650 của Honda nó nhiều quá rồi. Cần gì cũng sẽ có người support hết á. Cái điểm duy nhất mà mình không thích ở cái dòng này anh em biết là gì không? Nó nặng rồi đây nha. 650 nó nặng vãi chưởng. Con CB 650 này 203kg, trọng lượng ước. Còn 650R 208kg. Nhiều khi á, mấy anh em độ thêm cái đuôi nha. Đó là thấy vô thêm khúc nữa rồi. Bởi xe ông bạn mình á, 650R ở nhà độ linh tinh gắn cái này gắn cái kia vô, nó nặng bà cố luôn. Ngày xưa á, dòng Naked á, Naked á, có con Z8 á, 220kg. Giờ có mấy dòng của Honda này nặng 600 thượng nặng hơn 1000. Thực ra mình vẫn thích cái kiểu mà review nhưng mà sẽ lồng nhiều về cảm nhận nha, chứ không phải là PR 100% cho một cái gì đó. Bởi vì trên đời này không có cái gì nó hoàn hảo hết á, không có cái gì mà nó đáp ứng đúng nhu cầu 100% cả. Nó sẽ có những cái mặt tốt và sẽ có những cái mặt xấu. Những cái mặt tốt á thì mình ghi nhận, còn những cái mặt xấu á thì mình cứ nêu ra cho hãng người ta nghe được thì người ta khắc phục. Còn khắc phục hay không á là chuyện của họ. Nhưng mà mình cứ đánh giá cái cảm nhận của mình dựa trên những cái nào mà tích cực và tiêu cực của một chiếc xe. Đó, ví dụ như nãy giờ mình thấy là xe mượt êm nè, tiêu hao nhiên liệu ok nè, để coi nó chạy sáng giờ nó chạy hết bao nhiêu lít xăng rồi. Nè, trung bình là khoảng 4.7 lít cho 100 km ha. Là khoảng 1 lít đi được hơn 20 cây một xíu, 22 cây cho một chiếc xe giống vậy. Đấy là cũng thuộc dạng lợi xăng đó nha, 4 xi lanh vậy là lợi xăng đó, lợi xăng đó. Đó, không thích thì kiểu giống như nó thị trường quá, giờ chiếc xe này nó phổ thông rồi và nó nặng. Đó là những cái mình không thích. Còn lại những cái điểm khác thì đâu có gì để mà chê nữa đâu anh em. Đợt mình chạy tour Hội Tràm mình test rồi mà chưa hết ga đâu nha. Còn ga đó còn ngâm lên được á. Đợt mình chạy hết 201 là nó còn ga nha. Trời ơi, Naked Bike 201 ngâm hơi lâu một chút, đường phải thẳng, ít xe ngâm hơi lâu một xíu thì mới cỡ đó. Nhưng mà trên 2 xị rồi má khỏe thật. Ý né làm ra đi anh ơi. Xe hãng cho em mượn á, em có tiền em đền đâu. Mình khuyên anh em á nha, anh em nên ra hãng á, anh em vào showroom á nha, anh em nhìn nó trước đã, nhìn những cái màu sơn á của chiếc xe đó, rồi người ta có mấy cái xe chạy thử hoặc là người ta có những cái xe mà cho anh em lên ngồi thử á,
mình leo lên mình coi thử, mình đánh giá là mình biết được đó là cái xe nó cỡ nào rồi. Nó sẽ cho anh em một cái nhìn nó rất là trực quan ha. Đó là anh em biết anh em có thích hay không à. Tránh cái trường hợp mua về xong rồi bán, hoặc là mua về xong rồi chê. Thì mình thấy là nên đi trải nghiệm trước, có được có khả năng á nha, có khả năng và có điều kiện á, nó gần á thì nên đi trải nghiệm trước nó hay. Anh em ra Thế Giới Di Động á, anh em xài thử điện thoại á, giờ xe mình cũng vậy, ra mình trải nghiệm trước, mình nhờ nhân viên người ta tư vấn á. Nhiều khi mình sẽ có một cái góc nhìn nó đánh giá nó tốt hơn á, và mình biết được là mình có thích hay nó không, mình có ấn tượng hay nó không. Chứ riêng mình á là chiếc xe này nó ổn rồi. Nó quá ổn với một chiếc xe phân khối lớn mà anh em chạy luôn cũng được, hoặc là mới tập chơi cũng được, ổn quá trời ổn. À quên, ông nào yếu thì không ổn nha. Yếu và chân yếu hoặc là cái thể trạng nó không tốt lắm á, nội giác nó không đủ mệt rồi. Hoặc là nó hơi thấp á, anh em hơi thấp. À quên, thấp thì chiếc xe này chống chân ok. Chiếc xe này cái yên nó lùn xỉn rồi. Vậy nha. Rồi, cảm ơn anh em đã nghe mấy cái lời tâm sự chém gió tán dốc của mình sáng giờ. À, nếu anh em cảm thấy hay á, thì anh em nhấn like, share và subscribe kênh ủng hộ cho mình nha. Ồ, nãy giờ mình chạy mình thấy cái hơi nóng nó phà ra dữ nha.